Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test hai sản phẩm, đó là một con ma răng khủng long BM8MK2 và một CD kim giải mã DC Pioneer HS7 là gửi cho hai bác ở thành phố Quy Nhơn và tỉnh Đồng Nai. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Sau đây em sẽ bỏ đĩa vào và test con CD. Để rất tốt, dòng này bỏ đĩa ngứa nha các bác. Con này giải mã cực kỳ hay, giải mã không cần đĩa mồi mà chỉ không cần phải lấy đĩa đâu nha, chỉ cần bấm vào đường này. Đấy. Con này rất là tiện chơi và có khiển riêng luôn nha. Con này thì giá em bán cho bác là bớt 200.000, đó là còn giá 9.800.000, và con này giá 26.500.000. Con này dòng khủng, tiếng rất là hay. Ma răng BM94 rất là đẹp nha. Về cơ bản thì con ma răng BM8MK2 này công suất là 400W và rất là nặng, rất là khủng, size hậu sâu rất là hậu, cực kỳ sâu luôn nha, và nặng trên 30kg. Em nó là chỉnh bát mic chép mũi vế luôn nha. Đây các bác, đây theo đấy. Con này thì em bán giá là 26.500.000, hàng đẹp xuất sắc nha, đã có chủ về với anh Tính ở Đồng Nai, còn cái đầu CD này là về với anh Đức ở thành phố Quy Nhơn. Thì các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em sẽ tiếp tục lên những sản phẩm mới. Xin chào các bác nha. Và các bác nhớ đừng quên đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video và được xem những sản phẩm đẹp tuyển chọn về phục vụ nha.